Tuyển Việt Nam chia tay hai cầu thủ sau trận thua Trung Quốc. Nguyễn Thành Bình, Lê Văn Xuân là hai cầu thủ chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Bộ đôi này sẽ di chuyển sang UAE để hội quân với U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2022. Danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam đi tập huấn có 5 thành viên đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm cầu thủ này sẽ cùng huấn luyện viên Park Hang-seo, bác sĩ Choi ju yong sẽ hội quân với đội U22 sau trận gặp Oman vào ngày 12 tháng 10 tới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định điều chuyển nhân sự trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Oman. Theo đó, Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Xuân sẽ hội quân với đội U22 sớm hơn dự kiến. Ba cầu thủ còn lại là Nguyễn Văn Toàn, Bùi Hoàng Việt Anh và Lý Công Hoàng Anh tiếp tục phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Trong ngày cuối cùng lưu lại UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia các cầu thủ thành hai nhóm nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp Trung Quốc ở lại khách sạn để tập hoặc hồi phục nhóm cầu thủ đá chính trong trận gặp Trung Quốc ở lại khách sạn tập hồi phục nhóm cầu thủ dự bị ra sân rèn thêm các bài về kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee jong Jin theo kế hoạch sau khi di chuyển sang Oman đội tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 3 ngày với buổi tập tại Muscat để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà trận đấu này sẽ diễn ra vào 20 giờ địa phương ngày 12 tháng 10 tức 23 giờ Việt Nam